Tình chống chính phủ tại Thái Lan vẫn tiếp tục tăng nhiệt, đặc biệt là sau khi có một người trong số 37 người bị thương trong vụ nổ ngày hôm qua đã thiệt mạng trong bệnh viện. Tin tức về cái chết của người biểu tình này càng khiến cho bầu không khí tại thủ đô Bangkok thêm căng thẳng. Ngay từ sáng sớm nay, hàng trăm người biểu tình đã tiến tới tập trung trước các trụ sở của lực lượng cảnh sát tại thủ đô Bangkok, yêu cầu tìm ra thủ phạm của vụ nổ ngày hôm qua. Thủ lĩnh biểu tình Su Thep đổ lỗi cho chính phủ gây ra vụ nổ. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Dinh Lắc ngày hôm nay đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định chính phủ không liên quan đến vụ tấn công và chính phủ tiếp tục lên án mọi hành động bạo lực. Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy nhiều loại vũ khí trong một tòa nhà gần vụ nổ. Và chính những người biểu tình là lực lượng đã ngăn cản cảnh sát tiến vào tòa nhà này để điều tra. Một chi tiết nữa là thủ lĩnh biểu tình Su Thep đã đột ngột thay đổi tuyến đường tuần hành vào phút chót và vụ nổ xảy ra ở tuyến phố mới. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ này và chưa biết thiết bị nổ là loại gì. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Bangkok, một sự kiện được quan tâm ngày hôm nay là các hoạt động kỷ niệm Ngày Quân đội Thái Lan 18 tháng 1. Đây là sự kiện hàng năm, nhưng năm nay nó được chú ý nhiều hơn khi xe tăng và nhiều khí tài quân sự được đưa vào thành phố để phục vụ lễ duyệt binh. Tuy nhiên, bác bỏ mọi lo ngại thì quân đội Thái Lan hôm nay khẳng định quân đội lo ngại về bạo lực, nhưng tình hình không đến mức nguy hiểm để quân đội phải hành động. Và quân đội Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát để duy trì hòa bình và trật tự. Vậy với những người Thái Lan quan tâm đến tình hình chính trị đất nước thì những diễn biến hiện nay được nhìn nhận như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với một nhà báo kỳ cựu của Thái Lan, ông Pichai Chuensuk Sawadi, tổng biên tập báo Bưu điện Bangkok, người đã có nhiều năm theo dõi và viết bài về chính trường Thái Lan. Hello, this is Thuy Trang from VTV News. Yes. Xin chào ông. Ông nhận định thế nào về những diễn biến mới nhất ở Bangkok? Có nguy cơ gia tăng bạo lực trong những ngày tới hay không? Tôi cho là vậy. Quân đội đã cảnh báo rằng họ lo ngại bạo lực sẽ gia tăng. Và tôi chắc rằng hôm qua là ngày có nhiều người bị thương nhất. Sau khi vụ nổ xảy ra, một số người biểu tình cùng quân đội và kênh truyền hình Blue Sky đã tràn vào phía trong tòa nhà nơi xảy ra vụ nổ. Và họ đã ghi hình được một số vũ khí trong tòa nhà. Ông thấy có giải pháp nào cho tình thế hiện nay không? Tôi cho rằng tình thế đang bế tắc, ít nhất là đối với những người biểu tình. Họ kiềm chế dùng tới bạo lực, và chính phủ cũng nói rằng họ sẽ không dùng tới các lực lượng vũ trang để giải tán các cuộc biểu tình của ông Su Thep. Bởi vậy, tình trạng bế tắc này sẽ còn kéo dài. Thật đáng tiếc là không có không khí gì của cuộc bầu cử vào ngày 2 tháng 2 sắp tới. Không có vận động tranh cử. Người dân, ít nhất là tại thủ đô Bangkok, không quan tâm đến cuộc bầu cử. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì từ cuộc biểu tình này đã xuất hiện những nhóm ủng hộ bầu cử và chống bạo lực. Trong 7 ngày nay đã xuất hiện những nhóm áo trắng mang theo bóng bay trắng. Họ là những người thuộc phe áo đỏ trước đây, giờ đổi sang màu áo trắng để ủng hộ cuộc bầu cử và chống lại bạo lực. Chính phủ cũng đã tổ chức diễn đàn và các cuộc thảo luận về cải cách. Nhưng cuộc họp hôm qua của họ đã không mang lại đề xuất cụ thể nào. Trong lúc này, Ủy ban bầu cử đã kêu gọi Thủ tướng hoãn cuộc bầu cử, bởi nếu diễn ra vào ngày 2 tháng 2, nó sẽ không được xuôi chiều mát mái. Tình hình này phức tạp và không thể nhanh chóng giải quyết được. Vậy ông cho rằng Bangkok sẽ bị đóng cửa trong bao lâu? Đóng cửa Bangkok thực ra chỉ là nói ẩn dụ, không phải toàn bộ Bangkok bị đóng cửa. Đúng là có một số vấn đề giao thông tại các khu vực nội đô bị người biểu tình chiếm đóng, nhưng phần lớn người dân Bangkok vẫn đi làm bình thường. Họ chỉ cần tránh những khu vực này. Tuy nhiên, căng thẳng kéo dài đang gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế như du lịch và thị trường chứng khoán. Theo các doanh nghiệp, triển vọng kinh tế quý đầu không được tốt và có thể sẽ kéo dài sang quý 2. Cảm ơn ông rất nhiều. Như vậy, theo nhận định của nhà báo Thái Lan Pichai thì tình hình có thể sẽ còn tiếp tục căng thẳng vào dịp cuối tuần này và tại Bangkok hiện không có không khí gì cho cuộc bầu cử sắp tới. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì để ngăn cản cuộc bầu cử, những người biểu tình hôm nay đã xông vào một xưởng in phiếu bầu cử, cắt điện nước, đồng thời yêu cầu đóng cửa xưởng in này. Đây là nơi duy nhất được quyền in phiếu bầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên thì cũng đã xuất hiện nhân tố mới, đó là phong trào áo trắng, phản đối bạo lực và ủng hộ bầu cử. Xin chuyển